Alo, xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang ở nước mía Vườn Cao, một trong những cái địa điểm nổi tiếng, khá là nổi tiếng ở Củ Chi. Nó nằm trên đường quốc lộ 22 giao nhau với đường số 26. Tức là từ ở Sài Gòn mình đi xuống á, thì xuống tới đây nó khoảng 10 cây, hơn 10 cây số á, là nó có một ngã tư lớn, là cái nước mía Vườn Cao nằm ở trong ngã tư luôn. Thì có nhân gọi hai món, nó có rất là nhiều món đặc sản luôn nha cả nhà, mà bây giờ Nhân chỉ gọi có hai món thôi, là nước mía sầu riêng với lại bánh tằm. Cái này là ở dưới quê Nhân ở Sóc Trăng kêu bằng bánh khoai mì thôi, nhưng mà ở đây thì kêu là bánh tằm, cho nên là nãy cái bạn kia giới thiệu bánh tằm thì Nhân không biết bánh gì, Nhân mới hỏi là anh nói là bánh khoai mì thì đem bánh khoai mì. Nó có hai loại, một loại là mình sẽ loại này là bỏ đậu phộng, muối và đường nha cả nhà, còn bên đây là nước cốt dừa. Bây giờ để Nhân ăn thử, uống thử trước cái này. Cái món này ở nhà lần đầu tiên trong đời Nhân uống luôn, nước mía sầu riêng. Thì nước mía mà bỏ sầu riêng vô trong á, mình nghĩ là nó sẽ hơi béo, nhưng mà thật sự đâu có béo. Nước mía ra nước mía, sầu riêng ra sầu riêng, mà hai cái này uống trộn lại thì nó vừa ngon, ngọt thanh thôi, không có béo, rất là ngon luôn. Ly này khoảng các bạn 10.000 hay 12.000 gì đó, một lát tính tiền cho biết. Ăn thử bánh rất là ngon. Nãy Nhân thấy bên kia uống á, Nhân tính đâu là sữa đậu nành, cuối cùng là nước mía sầu riêng. Tại đông người quá cho nên là Nhân nói nó hơi khách nép xíu, tại bất cỡ. Bây giờ ăn thử nha cả nhà. Cái này thuốc là của thằng quay phim nó hút, cho Nhân không hút thuốc. Hơn ở đây nó chỉ ít dừa thôi nha cả nhà. Đây dừa khô á, cái mình bào ra mình bỏ đây nè. Nhà má Nhân làm cái miếng dừa nó sẽ to hơn và nó nhiều hơn, đây ít, cho nên là nó không có bị béo. Còn má Nhân làm thì nó hơi béo một xíu, nhưng mà cũng rất là ngon. Một dĩa là chỉ có 5.000 thôi, 5.000 dĩa này, 5.000 thì Nhân nghĩ là cái ly này chắc cũng 10.000 thôi chứ không nhiều. Đây địa chỉ cho cả nhà. Quốc lộ 22, tổ 5, ấp Thượng Tân, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai mốt cả nhà mình nha, đi xem dự án Bella Vista của Nhân á, ở dưới Phòng Đại Cai á. Thì ví dụ mình đi xe máy đi, xe máy thì trên đường đi về Nhân sẽ ghé ở đây cho cả nhà, rất là ngon. Chốt đi nhiều món luôn, nhưng mà tại vì có hai thằng kêu có hai món à, ngon quá. Có vị mặn mặn, ngọt ngọt mặn mặn, rất là ngon. Nước trà nha cả nhà, nước trà rất bình thường, không có gì đặc biệt. Khách rất là đông luôn. Ở đây là hầu như là già trẻ lớn bé ở Củ Chi hầu như là đều biết cái địa điểm này hết. Thấy quán rất là đông. Nhân có ngó liếc qua bên kia, Nhân thấy có khách Tây nữa. Khách Tây không biết nước nào. Nhân thấy trắng trắng cách nước Pháp quá. Thì thấy có khách Tây rồi già trẻ bé thì qua đây. Rất là nhiều luôn. Nên cho nên là cả nhà mình có dịp á, mình đi đâu có ngang đây thì mình ghé vô đây mình ăn thử mấy cái món này rất là rẻ. Và
là rất là ngon. Rồi thôi không biết thì nói gì hơn, còn mấy anh phục vụ dễ thương lắm, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Thôi nói nhiều được rồi, rồi chào cả nhà.